Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, cho đến thời điểm này, số heo chết do dịch bệnh tả heo đã lên đến 1/10 tổng đàn và tình hình vẫn chưa yên. Heo chết, người nuôi đã rầu, nhìn về tương lai nhiều người càng rầu hơn. Nhằm tìm lối thoát, nhiều người dân đã chuyển từ nuôi heo sang nuôi gia cầm để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, đây liệu có phải là lối ra an toàn? Chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm câu trả lời cho câu hỏi này. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chương trình. Lâm Đồng đã thu hút 79 doanh nghiệp FDI đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn 275.475.000 USD. Nông sản Lâm Đồng tăng 20% sản lượng, nông sản tiêu thụ nhờ tem truy xuất nguồn gốc. Khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với việc tăng đàn gia cầm. Chuyên mục con số hôm nay, giá tôm hùm thương phẩm giảm sâu, người nuôi lỗ nặng. Chuyện nhà nông, hợp tác phát triển cây cam đường. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin sản xuất đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, theo đánh giá, nông nghiệp hiện nay đang là xu thế được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhất là đối với Lâm Đồng có lợi thế phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Đến nay, Lâm Đồng đã thu hút 79 doanh nghiệp FDI đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn là 275.475.000 USD. Điển hình như tập đoàn tài chính Bijo hiện nay đang tiếp tục đầu tư dự án sản xuất giống rau trên địa bàn huyện Lâm Hà với mục tiêu sản xuất giống rau để xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á với kinh phí 11,5 triệu đô la Mỹ. Dự án nhân giống hoa cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hasfarm lớn nhất Việt Nam với kinh phí 25 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, hàng năm tỉnh tiếp nhận khoảng 30 chương trình dự án viện trợ phi dự án với tổng giá trị giải ngân đạt khoảng trên 1,8 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với những nguồn lực này đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp Lâm Đồng phát triển bền vững và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Thưa quý bà con, thời gian qua, việc dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm nông sản bước đầu giải quyết được tình trạng sản phẩm đội lốt nông sản Lâm Đồng. Với chiếc tem truy xuất thông qua ứng dụng quét mã trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể kiểm tra những thông tin về cơ sở sản xuất, lịch sử canh tác, thu hoạch, sơ chế đóng gói, quá trình vận chuyển, hàng sử dụng. Chính sự minh bạch này giúp cho các sản phẩm tăng lòng tin đối với người tiêu dùng, kích thích mua sắm. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 33 đơn vị đã áp dụng công nghệ tem truy xuất điện tử, mã QR code, gồm 18 hợp tác xã, 9 doanh nghiệp, 6 cơ sở, đã có 1,5 triệu tem truy xuất đã phát hành, phục vụ việc sản xuất cho các tổ chức, doanh nghiệp. Theo nhận định của nhà chuyên môn, các đơn vị sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đã tăng khoảng 20% sản lượng nông sản được tiêu thụ, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mặt khác, từng bước giúp thay đổi nhận thức, tập quán canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất liên kết tập trung, nâng cao ý thức trách nhiệm trong nuôi trồng và sản xuất sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tình trạng làm giả thương hiệu nông sản Lâm Đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chuyển đến với câu chuyện liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 65.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 9.000 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 10.000 tỷ đồng, đầu tư phát triển sản xuất hơn 8.400 tỷ đồng, vốn huy động các tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã khoảng 5.000 tỷ đồng, số còn lại là vốn tín dụng tăng thêm chiếm khoảng 60%. Để huy động tốt nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, ngoài ngân sách nhà nước, các ngành, địa phương trong tỉnh vận dụng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn của Trung ương áp dụng phù hợp với từng tiêu chí thực tiễn của địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát huy vai trò làm chủ, vai trò giám sát thi công, quản lý sử dụng công trình đều có sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo chất lượng các công trình. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay Lâm Đồng có 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng có 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Liên tục chương trình khuyến cáo người dân nên cẩn trọng với việc tăng đàn gia cầm. Chuyên mục con số hôm nay, giá tôm hùm thương phẩm giảm sâu, người nuôi lỗ nặng. Chuyện nhà nông, hợp tác phát triển cây cam đường. Xin được chuyển đến với câu chuyện sản xuất của bà con một số địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, liên quan đến tình hình dịch tả heo châu Phi, theo thống kê, hiện số heo chết do dịch đã lên đến 1/10 tổng đàn. Mặc dù đã có nhiều giải pháp, nhưng tình hình dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nguyên nhân là tại các địa phương cơ sở vẫn chưa ngăn chặn hết các nguồn lây bệnh,
Tại Quảng Ngãi, heo bị nhiễm bệnh được chôn vứt ở các tuyến kênh mương, nguồn nước sông, nguy cơ lây lan dịch bệnh ô nhiễm môi trường đáng báo động. Xác heo nhiễm dịch tả heo châu Phi trên dòng sông Thoa, đoạn qua xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, xác heo bệnh thối rữa, phân hủy nhiều ngày qua, mùi hôi thối nồng nặc trên các tuyến mương, cánh đồng xung quanh, tại các tuyến kênh mương, khu vực cầu đập, đường tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Mộ Đức, tuyến kênh N8 huyện Nghĩa Hành, xác heo bệnh phân hủy nhiều ngày, người dân lo lắng khi nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bây giờ nó thải xuống sông á, thì đương nhiên là nó thế quá ra theo dòng nước thì con vịt, con gà, con heo, con bò lắng cả con người đi qua để bệnh quẩn nữa. Quảng Ngãi hiện có tổng đàn 431.000 con heo, trong đó 34 trang trại chăn nuôi hàng nghìn con. Lo ngại nhất hiện nay là dịch tả heo nguy cơ lan khu vực chăn nuôi trang trại và chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân. Hiện ngành chức năng địa phương tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn nguồn bệnh và thu gom xử lý số heo trên sông, kênh mương. Thực tế hiện nay, không chỉ bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, mà việc thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua cũng dễ gây phát sinh nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm. Để ứng phó với các loại dịch bệnh có thể bùng phát những ngày qua, thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định đã tăng cường các biện pháp giúp bà con chăn nuôi trong tỉnh chăm sóc, bảo vệ tốt đàn vật nuôi. Những ngày qua, công ty giống gia cầm Tây Sơn đã tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho vật nuôi trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài. Các biện pháp được thực hiện như lắp đặt nhiều quạt gió, hệ thống tấm lót cách nhiệt, motor bơm nước, đường ống dẫn nước và bếp phun sương để làm mát toàn bộ khu vực 3 chuồng trại nuôi trên 1.100 con gà giống. Đối với gia cầm thì là động vật rất nhạy cảm với là nhiệt độ, cho nên vấn đề là làm mát để mà chăn nuôi gia cầm là hết sức quan trọng. Đặc biệt đối với chăn nuôi gà mà gà nuôi nhốt thì ngoại trừ các trang trại lạnh thì nó tương đối yên ổn. Thì đối với các trang trại hở mà trong điều kiện nắng nóng kéo dài và trên môi trường có nhiệt độ đôi lúc trong cái trần chuồng nền chuồng lên 45 độ thì chúng ta hết sức lưu ý cũng làm mát bằng phun trên mái trên sương và phải tạo cái không khí thoáng mát để mà không khí có thể đi vào đi ra và không khí ẩm được bổ sung. Đồng thời cũng lưu ý rằng tất cả gia súc, gia cầm, bà con phải tăng cường bổ sung vitamin C, glucose, những khoáng chất và tăng sức đề kháng để đảm bảo vấn đề về độ mát cũng như về năng sức đề kháng để thích nghi trong cái điều kiện nắng nóng hiện nay. Và chú ý bà con lưu ý mức là sử dụng có hiệu quả nhưng tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc trong mùa nắng nóng có hiệu quả, trong những tháng đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc đợt 1, tiêm phòng bệnh heo tai xanh và dịch tả heo, đồng thời tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù đã triển khai các biện pháp này, nhưng chi cục cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi không nên chủ quan mà cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của cơ quan thú y để bảo vệ đàn vật nuôi. Cũng liên quan đến câu chuyện chăn nuôi, sau khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị thất thủ trước bệnh dịch tả heo châu Phi, nhiều hộ dân đã chuyển sang chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên thì thị trường hiện tại không thiếu nguồn cung, nhất là thịt nhập khẩu vẫn đang đổ về thành phố, khiến các hộ chăn nuôi gia cầm vừa không có lãi mà còn có nguy cơ thua lỗ. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch tả heo châu Phi, rất nhiều người dân dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn e dè và hạn chế sử dụng thịt heo trong bữa ăn hàng ngày. Chính vì thế, có thời điểm tiêu thụ thịt gia cầm trên thị trường thành phố tăng đột biến 20-30%, tác động đến bình ổn giá. Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải tăng sản lượng, đồng thời giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Bây giờ có nhiều sự lựa chọn mà heo thì tôi thấy nó cũng không có đảm bảo nhiều mấy nên tôi chọn ăn thịt gà nhiều hơn. Vì thịt gà nó có tí khác được nhiều gốc. Tuy nhiên, tình trạng sốt giá gia cầm chỉ xảy ra trong vòng ít ngày. Sau khi tăng lên khoảng 38-40.000 đồng một ký, thì giá gia cầm tại chuồng hiện nay đã giảm xuống gần một nửa. Theo Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, do thời gian qua, nhiều tỉnh phía Nam bị thiệt hại lớn bởi dịch tả heo châu Phi, nên nhiều hộ dân nhỏ lẻ đã chuyển sang nuôi gia cầm. Từ đó đã làm tăng nguồn cung đột biến, dẫn đến việc thiệt hại và thua lỗ cho chính người nuôi. Chính phủ phải điều tiết hàng năm để xem cái vấn đề là chăn nuôi nó phát triển bao nhiêu rồi nhập bao nhiêu cho nó phù hợp thì người ta nuôi mới có lãi. Chứ còn bây giờ mà không kiểm soát kỹ thì cứ cho nhập rồi cứ nuôi thì người dân thì suốt ngày cứ lỗ. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết 6 tháng đầu năm thành phố đã bỏ ra hơn 10 triệu đô la Mỹ nhập về gần 5.650 tấn thịt heo, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, nguồn cung thực phẩm trên thị trường không thiếu, nếu không muốn nói là dư thừa.
Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Hiện giá tôm hùm thương phẩm các loại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, nhất là tôm hùm bông, tôm sao chỉ còn 1 đến 1,1 triệu đồng một ký loại 1, khiến cho người nuôi lỗ nặng. Cụ thể, tôm hùm xanh từ 400 đến 550.000 đồng một ký, giảm 50 đến 100.000 đồng một ký, và tôm hùm bông từ 1 đến 1,1 triệu đồng một ký loại 1, giảm từ 500 đến 600.000 đồng một ký so với tháng trước. Với giá này, người nuôi trên địa bàn thu hoạch thua lỗ nặng, ít nhất là hàng trăm triệu, còn nhiều thì lên đến tiền tỷ. Về nguyên nhân giá tôm hùm giảm sâu, qua liên lạc với các thương lái cho hay, do đường tiểu ngạch từ phía Trung Quốc đang thắt chặt, lượng tôm tồn ở cửa khẩu nhiều. Còn theo ngành chức năng, không chỉ thị trường Trung Quốc mà các nước đang muốn chúng ta phải xuất khẩu thủy hải sản theo đường chính ngạch để truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, thực tế thời gian qua, người nuôi mang tính tự phát chưa chú trọng các vấn đề này, dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo. Do đó, để thoát khỏi khó khăn trong thời gian tới, người nuôi cần tuân thủ quy hoạch, đăng ký kê khai đầy đủ với cơ quan quản lý, đồng thời áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học truy xuất nguồn gốc. Song song đó, người nuôi cần thành lập các tổ sản xuất hay hợp tác xã nuôi trồng nhằm liên kết với doanh nghiệp thu mua để có đầu ra ổn định hơn. Cây cam đường canh hay còn gọi là cam tiếng vua xuất hiện ở Lâm Đồng nhiều năm trở lại đây, và cây trồng này đã khẳng định được hiệu quả kinh tế cao. Để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng này ở quy mô lớn và tìm đầu ra ổn định trên thị trường, những người nông dân ở hai xã Gia Lâm và Đông Thanh, huyện Lâm Hà đã thành lập tổ hợp tác để phát triển cây trồng này một cách bền vững. Mời quý bà con cùng theo dõi một chuyện nhà nông hôm nay để cùng thấy được hiệu quả từ mô hình hợp tác phát triển loại cây trái đặc sản này. Gia đình ông Nguyễn Văn Dậu ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà trồng hơn 1.500 cây cam đường canh đang cho thu hoạch rộ. Theo ông, bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 30 đến 40 kg một vụ với giá bán 40.000 đồng một ký tại vườn. Đây cũng là mức giá được các thành viên trong tổ hợp tác trồng cam đường canh thống nhất để tiến hành thu gom cung cấp cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Gia đình cũng đang cố gắng để làm sao làm cho nó hiệu quả, làm nó tốt. Nhưng đến bây giờ thật sự là thấy nó cũng đang có hiệu quả. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao để có một cái thương hiệu nó tốt, để trong cái tổ hợp tác này nó có một cái đầu ra nó ổn định. Tổ hợp tác trồng cam đường canh ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà có 10 thành viên tham gia với tổng diện tích khoảng 10 hectare. Khi tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên trong tổ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy trình sản xuất việt gáp để đảm bảo quả cam sạch và ngon. Bước đầu thì tôi thấy cái hiệu quả kinh tế của cây cam mang lại thì rất là tốt so với các loại cây trồng của cái vùng Lâm Đồng mình bây giờ. Đầu tiên là chúng tôi cũng tự mày mò, mà sau đó rồi muốn lập vào cái tổ hợp tác này thì là sẽ được có các nhà khoa học giúp đỡ thêm một số cái kỹ thuật nữa. Thứ nhất là thuốc, làm sao cho bảo vệ tốt nhất cho người tiêu dùng và hiệu quả cho người nông dân sử dụng, giá thành rẻ nhất. Cam đường canh không phải là cây trồng phổ biến ở vùng đất Đông Thanh, huyện Lâm Hà, nhưng với hiệu quả kinh tế mang lại và sự liên kết phát triển của những người dân gắn bó với cây trồng này đã cho thấy những tiềm năng kinh tế cũng như hướng đi đúng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Địa phương thì cũng chỉ biết là hỗ trợ về cái pháp lý thôi, thành lập tổ hợp tác, công nhận tổ hợp tác đó. Đối với chủ trương chung của huyện Lâm Hà, chủ trương là sẽ đầu tư vào cho các cái tổ liên kết sản xuất. Tiếp sau khi mà thành lập tổ hợp tác rồi, thì chúng tôi sẽ có cái hướng là sẽ thành lập cái được công nhận là tổ việt gáp của cây cam đường canh. Tiếp tục đi tìm cái đầu ra cho sản phẩm, liên kết đến nhiều vấn đề. Thứ nhất về chất lượng, thứ hai tổng cái sản lượng và ký kết hợp đồng nó phải đảm bảo được cái góc độ theo cái yêu cầu của thị trường. Với hàng chục tấn cam xuất bán cho thị trường mỗi ngày và những hợp đồng bao tiêu lớn, đó cũng là thành quả từ việc liên kết sản xuất của các thành viên trong tổ hợp tác trồng cam ở Gia Lâm và Đông Thanh, huyện Lâm Hà có được. Với những chiến lược phát triển cụ thể và rõ ràng, cách làm này đã mang lại niềm tin và sức mạnh cho các thành viên trong tổ yên tâm gắn bó với cây cam đường ở địa phương. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.